quê hương phương Nam có những thứ, những nơi mà nó tồn tại từ rất lâu rồi, đến nỗi là người ta không biết nó có từ bao giờ và bao nhiêu tuổi, như là cái dòng sông chảy ở trước nhà, hay là cây bần thả dáng ra dòng nước mênh mông, rồi cây còng, cây tre, cái đống rơm nhỏ, hay là góc chợ già nhóm họp bữa sớm mai. Chợ quê đó có các bà, các mẹ bày bán ra những thứ rau trái quanh nhà nè, rồi con cá, con tép, con lươn được chài, được bắt từ ở dưới sông lên, tươi rói, ngon lành. Rồi còn những thứ bánh được gói bằng lá chuối, tuy là quê mùa nhưng mà rặt rọi hương vị quê hương. Đi chợ quê, người ta sẽ thấy được cái nụ cười tươi rói của những người nông dân, tuy quanh năm cơ cực nhưng mà lúc nào cũng sởi lởi rồi chuyện trò kể cho nhau nghe. Rồi chúng ta sẽ thấy được là cái sự phân dân của những bà nội trợ khi mà không biết làm sao lựa được cái món ăn vừa ngon vừa rẻ cho bữa cơm gia đình. Và chúng ta cũng sẽ thấy được là cái đôi bàn tay nhỏ xíu cứ nắm chặt lấy đôi bàn tay của các bà các mẹ mà không có dám buông rời. Trong tâm trí của những đứa con miền sông nước đi xa, nỗi nhớ thương nhiều nhất luôn gọi tên quê mình. Bởi vậy mà dù ở vùng đất mới tiện nghi nhộn nhịp nhưng vẫn chẳng thấy quen, và cứ hễ rảnh là con người ta lại xách giỏ về nhà. Má, má, con về rồi má. Ừ, má về hả? Về nhà để được sàn ngay vào vòng tay của má mà nhõng nhẽo, để chui vô cái cháy bếp nấu củi đầy mùi tro than, hay về nhà để được dậy thiệt sớm rồi xách giỏ đi chợ mua đồ về nấu bữa cơm quê dân dã mà ngon lành. Chợ ở quê nó hiền hòa như những người nông dân lam lũ, nó chân chất hòa mình vào giữa cái mộc mạc của khung cảnh quê hương và bày bán những thứ rau trái, những thứ cá tôm, những thứ quà bánh quen thuộc của nhà quê. Vậy thôi đó, có gì cao sang đâu mà sao góc chợ quê vẫn cứ mãnh liệt gieo nhớ gieo thương trong lòng người tới vậy. Chợ ở quê cũng hòa theo nhịp sống đồng áng nhà quê nên nhóm họp từ rất sớm. Có chỗ khi tờ mờ sáng, gà mới gáy là bà con đã lục đục dọn hàng. Trên bờ thì xe tấp vô bỏ hàng, dưới sông thì ghe máy cập bến liên tục để chở những sản vật nhà quê từ đồng ruộng lên chợ. Ai nấy cũng đều vội vã, đều tất bật và luôn chân luôn tay với công việc quen thuộc hàng ngày. Còn miệng thì cứ cười tươi rói, vừa hỏi chuyện món mang, vừa kể chuyện vui cửa nhà, lại hổng quên chào hàng, mời mọc những bà nội trợ đi chợ sớm để mong lựa được những thứ rau cá ngon nhất cho bữa cơm của gia đình mình. Cứ như vậy, mùa nào sản vật nấy, những góc chợ quê bao năm vẫn cứ cần mẫn chở mang những gì tươi mới nhất để góp phần nấu lên những bữa cơm quê không chỉ ngon lành mà giá còn rẻ và còn đong đầy trong lòng người nhiều niềm thương, nỗi nhớ nữa. Có dịp đi chợ quê vào sáng sớm, người ta sẽ được thực sự hòa mình vào một không khí vui vẻ, đông đúc nhưng không hề xô bồ. Từ người bán cho tới người mua, ai mận chuyện nấy nhưng lúc nào cũng cười tươi rói và nói chuyện rôm rã, thiệt tình chứ không có ngại ngần hay giấu nghề gì cả. Ở chỗ kia là sạp bán rau với đủ thứ loại rau rặt ri Nam Bộ như cải trời, cải mặt trăng, bông bí, bông mướp, rau đắng non mương mướp. Vì chứ mấy thứ này đem về nhúng cháo hay nấu canh rau là ngon hết sảy luôn nè. Còn nữa nha, nhất là vào mùa mưa, các thứ rau cứ mọc lên, ra lá non, nhà ăn hổng hết. Vậy là bà con mình lại hái đem ra chợ bán kiếm đồng ra đồng vô. Chỉ có mấy manh bao trải dưới đất, ở trên là mấy bó rau hái từ vườn nhà như lá cách, rau muống, nhãn lồng, bình bát. Vậy thôi mà hễ ai đi chợ nhìn thấy là phải tấp vô mua liền thì mới chịu. Vì chứ đồ vườn hổng phân hổng thuốc, ăn là dưỡng bụng nhất luôn đó. Chợ quê ngày thường đã đông vui lắm rồi, nhưng vào mùa mưa nước nổi thì lại càng tấp nập hơn gấp nhiều lần. Bởi mùa này cá tôm nhiều dữ lắm, đi chợ là tha hồ mua, tha hồ lựa chọn. Có mấy sâu ớt đồng còn roi roi thôi, nhưng đảm bảo thịt dai thơm số 1. Rồi mớ tép mũi nhỏ xiêu xíu, nhảy soi sói trong thau, hứa hẹn cho món bánh xèo hay tép rang ngon nức bụng.
chỗ kia thì có cái mâm bự đầy cá trê cá lóc, cứ dãy đành đạch, hay còn cá bóng tượng trong cái thao đó mà đem về kho lên là hao cơm lủng nồi luôn à. Bên cạnh các thứ cá tép là vô số các loại rau ngon lành của mùa mưa đất phương Nam. Đó là bông điên điển vàng rực nằm nổi bật trên sạp hàng, là mớ lá sầu đâu non mướt gợi nhớ món gỏi sầu đâu trộn khô sặc nước mắm me ăn ngon quên lối về. Chỗ kia thì có bán mớ bông súng ma cọng thiệt dài, có cái bông trắng muốt nhìn đẹp hiền hòa như mặt nước sông quê vậy đó. Rồi nào là rau muống mọc dược xanh non, là rau càng cua, thứ nào cũng hết sức quê mùa nhưng có sức hấp dẫn lạ kỳ với những ai đam mê ẩm thực miền sông nước. Trẻ con ở dưới quê hầu như đứa nào cũng có một cái niềm vui chung là theo chân người lớn đi chợ sớm. Chợ quê buổi sáng sớm đó vừa đông vui nè, vừa có nhiều đồ chơi mà còn có nhiều món ăn ngon để nhìn cho đã mắt, rồi năn nỉ mẹ mua cho mấy cái gói xôi gói bánh đã thèm thuồng từ rất là lâu rồi. Những thứ bánh trái nhà quê đó nó không có cao sang gì hết mà rặt rồi quê mùa, giống như là cái nơi nó được sinh ra vậy đó, mà còn rẻ nữa chứ. 7.000 là mua được một tô hủ tiếu thịt nha, 10.000 là mua được một tô bún nước lèo thơm mùi cá lóc đồng, rồi 4-5 ngàn thôi là mua được gói xôi nè, gói bắp hầm nè, dẻo ngon ngọt liệm. Người lớn chỉ cần một gói thôi là no bụng rồi, còn con nít thì 2-3 đứa chia nhau ăn ngon lành cái hương vị mộc mạc quê nhà. Chưa ai đếm được có bao nhiêu cái chợ ở miền sông nước này, bởi chợ có thể là những khu nhà lồng cao ráo ở tỉnh, ở huyện với tên và địa chỉ đàng hoàng, hay đôi khi chỉ là những góc chợ chồm hổm không tên ở ngã ba ngã tư, hay một bến sông quen nào đó với chỉ vài người bán, chục sạp hàng và những kỷ niệm không thể đếm đông cho được. Nếu siêu thị đem tới sự tiện nghi hiện đại thì chợ quê lại gây ấn tượng bởi sự dân dã, mộc mạc và sự gần gũi giữa bà con làng xã với nhau. Bởi vậy dù cho quê mùa thì cái chợ vẫn cứ điềm nhiên nằm đó, qua bao nắng mưa, qua bao tháng năm, qua bao đời người, vẫn cứ tồn tại cùng niềm thương, nỗi nhớ. Bánh quê bán ở chợ quê là những món ăn quen thuộc của địa phương và là những hương vị bình dân, gần gũi với cuộc sống từ xưa cho tới giờ. Chợ qua cả chục năm vẫn bán bao nhiêu thứ quà bánh đó, nhưng chưa hề có ai chê ngán bao giờ, mà ngược lại, ai cũng thèm, ai cũng nhớ. Làm sao quên những bữa được má cho tiền là thằng anh lớn lại dắt theo mấy đứa em nhỏ chạy ngay ra góc chợ chồm hổm ở cầu xã. Ở đó có mấy cô mấy thím bán nào là bánh bò, bánh chuối, bánh tằm và có cả một thao bự bắp hầm thơm thơm dẻo dẻo màu trắng muốt nữa. Tụi nhỏ cứ nhìn người bán múc từng giá bắp vô cái tấm lá chuối là lại chăm chú nhìn, rồi bất giác nuốt nút miếng cái ực. Chèn ơi, tụi nó thiệt tình và thấy cưng hết biết vậy hà. Trên bước đường trở lại quê hương của những đứa con xa xứ, dù là sau bao tháng bao năm thì vẫn cứ nhớ hoài những món ăn quê mùa nơi góc chợ cũng quê mùa không kém, nhưng đủ sức níu giữ hồn người. Đó là cái xe đẩy nhỏ nhỏ bán sương sa hột lựu, nước cốt dừa, món ăn vừa mát, vừa ngọt, lại béo mê, đã chinh phục vị giác con người ta từ cái hồi còn nhỏ xíu cho tới khi lớn tướng vẫn còn thèm. Hột lựu màu đỏ, sương sa hồng hồng, thêm muỗng đậu xanh cà vàng mịn, chan vô giá nước cốt dừa, bỏ mấy cục nước đá rồi trộn lên. Múc một muỗng bỏ vô miệng, lạnh ê răng luôn, mà đã... đã lắm mà nghe. Mà như vậy chưa đủ đâu, chợ sớm nhà quê còn bán nhiều lắm. Có bánh lọt xanh xanh màu lá dứa nè, có bánh da lợn từng lớp dai trong, có mấy cái bánh quy tròn tròn như cái mai rùa, có bánh ướt ngọt thơm mùi đậu xanh và dừa nạo, có mấy cái bếp than đang nướng bánh khoai mì thơm phức để mời gọi khách mua nữa. Nhiều, nhiều lắm những món xôi bánh ngon lành đã đi vào ký ức con người ta từ trong những góc chợ quê, nay đã già theo năm tháng.
Đi chợ một hồi đói rồi ha, tắt vô cái quán nhỏ kiếm gì ăn đi nè. Chợ ở địa phương nào sẽ có món ăn đặc trưng của nơi đó. Về Trà Vinh, đi chợ lớn nhỏ gì thì cũng nhớ ăn tô bún nước lèo nóng hổi với nhiều bắp chuối bào và cá lóc, ăn no nê đã bụng. Hoặc ngay đầu chợ cầu Bà Mụ ở Bến Tre, ngày trước có cô kia bán bánh canh thịt vịt nước cốt dừa. Chỗ bán thì nhỏ xíu, với mấy cái bàn thôi mà đắt khách dữ lắm. Người ra người vô cứ hỏng ngớt vậy đó. Hay về chợ Châu Đốc thì nhớ ăn bún cá ngang. Tô bún màu vàng nghệ có khứa đầu cá lóc bự và thơm, đố ai mà hổng ghiền. Vậy đó, cái chợ không đơn giản chỉ là nơi mua bán hàng hóa nữa, mà đã trở thành nơi hội tụ sản vật cùng nét đặc trưng ẩm thực của vùng quê đó, và làm nên những thương hiệu riêng để giới thiệu cùng khách lạ ở gần xa. Có thể kể tới như chợ Châu Đốc bán nhiều nhất là các loại mắm, chợ Trường Xuân, chợ Kinh Cùng thì từ khuya sẽ là nơi gom sỉ cá đồng vô cùng nhộn nhịp. Chợ Thạnh Trị là xứ sở trái cây, chợ Hà Tiên sẽ bán nhiều đồ biển. Hay đơn giản hơn là những góc chợ chồm hổm ở một vùng quê xa lơ xa lắc nào đó. Chợ nhỏ xíu, không bán nhiều thứ đặc sản gì, nhưng ở chỗ đó lại là nơi cứ đi chợ là sẽ gặp người quen. Bao năm qua vẫn cứ bao nhiêu con người đó sống chan hòa và tử tế đối đãi cùng nhau. Đi chợ sớm miền quê, người ta sẽ thấy rõ nhất cái thanh âm và không khí yên bình, cũng như cái nhịp sống nhẹ nhàng của bà con nơi đây. Sáng sớm là các bà các mẹ lại xách giỏ, đội nón lá, thông dong ra chợ. Cái nón lá đã cũ sờn, nhưng lòng thì cứ phơi phới, tươi vui như chưa hề vướng bận muộn phiền gì cả. Cũng ở chợ quê, người ta sẽ thấy tuổi thơ của mình qua những em bé nhỏ cứ nắm chặt tay mẹ không dám buông vì sợ lạc. Vừa đi lại vừa ngẩn ngơ nhìn xung quanh, đầy tò mò, lạ lẫm. Đối với những người lớn bây giờ, trong rất nhiều ký ức đẹp của họ sẽ luôn có một chỗ trống để cất chứa nỗi nhớ về cái thời còn nhỏ xíu, cùng anh chị em ngồi trước cửa ngõ mà ngóng má đi chợ về. Lúc đó má sẽ mua cho mấy đứa con nhỏ những thứ bánh ngon lành. Trong trí óc trẻ thơ của cái hồi năm nẫm năm nào, thì cái chợ là một nơi vừa kỳ bí, vừa nhộn nhịp, vừa chứa đựng tất cả những món ăn ngon nhất thế gian này. Còn trong tâm trí của những người lớn tha hương bây giờ, thì cái chợ già năm cũ là nơi lưu giữ những kỷ niệm cùng một khoảng thời gian khó lòng mà quên được. Anh ơi, xa cách quê nhà, đi siêu thị mới, góc chợ già nhớ không? Những đứa nhỏ hồi xưa cứ lẻo đẻo theo chân mẹ ra chợ đó, bây giờ thì cũng đã lớn, có đứa phải đi xa lập nghiệp. Ở một nơi không phải là chốn quê nhà, sẽ không còn cái góc chợ quê có bày bán các loại rau trái nè, những thứ bánh quê của ngày xưa nữa, mà thay vào đó là nó được bày bán ở trong siêu thị, có hệ thống máy lạnh chạy phà phà mát rượi, có hệ thống tính tiền tự động. Nhưng mà tận sâu trong tâm khảm của những đứa con yêu quê hương miền sông nước thì không có gì quê mùa bằng góc chợ quê, và không có gì có thể thay thế được cái nét mộc mạc thân thương của góc chợ sớm nơi quê nhà xa lắc đó.